Qua một đêm, Hưng Yên có thêm 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Chỉ sau một đêm, Hưng Yên đã ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, và trong đó thì có 9 ca ở huyện Yên Mỹ và 1 ca là công nhân công ty Tân Á Đại Thành ở huyện Khoái Châu. Sáng ngày 26 tháng 6, Hưng Yên đã ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó thì huyện Yên Mỹ 9 ca, có 6 ca đang cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên, 3 ca cách ly tập trung tại huyện Khoái Châu là 1 ca ở xã Hàm Tử, là công nhân nhà máy Tân Á Hưng Yên, đã được cách ly từ trước. Từ ngày 21 tháng 6 đến nay, huyện Yên Mỹ đã ghi nhận 22 ca, Khoái Châu là 2 ca. Tại huyện Yên Mỹ đã quyết định thiết lập vùng cách ly phong tỏa và giãn cách xã hội phòng chống dịch đối với toàn bộ xã Trung Hưng, thị trấn Yên Mỹ, phòng khám đa khoa Việt Pháp 2, xã Nghĩa Hiệp, xóm trên thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, xóm Bắc, thôn Yến Đô, xã Tân Việt, thôn Mỹ Xá và xã Việt Cường. Thành lập 28 chốt kiểm soát phòng chống dịch, trong đó thì 10 chốt do Ban chỉ đạo huyện quản lý, 18 chốt do các xã quản lý tại các địa phương trên. Các lực lượng công an làm trưởng chốt, quân sự, y tế, dân quân thường trực 24/24. Huyện Yên Mỹ đã quyết định chi hơn 400 triệu đồng mua sinh phẩm vật tư để phối hợp với Sở Y tế điều động tổng lực 20 tổ lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân thị trấn Yên Mỹ và xã Trung Hưng. 60 cán bộ y tế từ các cơ sở y tế của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã được tăng cường về huyện để hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm. Toàn tỉnh Hưng Yên đã tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, game, rạp chiếu phim, hoạt động phòng tập gym, yoga, spa, cơ sở làm đẹp, cơ sở cắt tóc, gội đầu, các khu vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống vỉa hè, quán ăn đêm, nhà hàng ăn uống phục vụ tại chỗ, nhà hàng phục vụ khách mua hàng mang đi được phép hoạt động. Và để đảm bảo cho phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ 0 giờ ngày 26 tháng 6 đến khi có thông báo mới. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.